Rồi, em chào các chị nha. Hello cả nhà. Hôm nay cho mấy chị bộ bà ba màu thiêu hoa viền lai mẫu mới. Mấy chị có nhiều màu mới đẹp lắm nha. Ai đang theo dõi like thì mình chấm like thả tim lên giùm em nha mọi người. Sao nhìn thấy nó mờ mờ hả? Rồi, ai đang thấy em mình chấm like lên cho em để em lên mẫu với chị nha. Hello hello mấy chị, rồi xem like chấm like lên giùm em đi mấy chị ơi, đợi view vô đông đông xíu em like nha. Mẫu cái mặt là chấp thun nha chị Ngọc Yến. Để em chút cho mấy chị ơi, bị gì rồi. Chị Ngọc Ánh ơi, chị có đơn ở trên live ha, chị đặt hàng hồi nào chị? Ngọc Ánh chưa có hàng bên em nha, Ngọc Ánh chưa có đơn bên em nha, Ngọc Ánh nha. Có khi là chị đặt trên cái like mà em đã like rồi á là không có đơn nha, mình phải đặt trực tiếp trên like thì mình mới có đơn nha chị. Em thấy cái nick của mình là chưa có đơn bên em á nha. Chị Dương Nguyễn chụp hình cái áo bị dính dầu máy qua tin nhắn giùm em nha. Em chào chị Thiên Ngân, cảm ơn chị Thiên Ngân nha. Rồi chị Dương Nguyễn, cái áo bị dính dầu máy sao chụp hình gửi qua tin nhắn giùm em kiểm tra nha chị. Rồi anh em theo dõi like chấm like lên giùm em nha mọi người ơi, chấm like thả tim lên cho em nha để em lên mẫu cho mọi người nha. Đợi em chút mấy chị, đợi em chút xíu. Em chào chị Tân Phạm. Chị coi lại thì chị đâu có đơn đâu chị phải đặt trực tiếp, mình tương tác trực tiếp như vậy là mình mới có đơn nha chị Ngọc Ánh nha, tại em thấy chị là chưa có đơn bên em. Rồi hello Nga Kim, em chào cô Út Tây Linh nha, chào chị Trần Liên. Bộ em mặc có giá là 170 mấy chị ha, 170 một bộ ship 25, hai bộ miễn ship giùm em nha. Đợt này có thêm mấy cái màu mới cho mấy chị nè, chất thun co giãn nha mấy chị, chất thun co giãn. Rồi dáng quần nó là quần ống rộng, mấy chị chấm like lên cho em đi để chuẩn bị lên màu nè, bán màu xuyên đẹp luôn nha mọi người. À, rồi mẫu này có cho mấy chị là 5 size, từ size số 1 tới size số 5 nha, 45kg cho tới 73kg tùy cái chiều cao giùm em. Cái này là dáng bộ bà ba thiêu hoa, thiêu ở viền lai trước sau và thiêu ở tay luôn nha mấy chị ha, 170 một bộ giùm em. Rồi ok chị Dương Nguyễn nha, nếu mà chị vẫn mặc được thì chị ok chị mặc giùm em, rồi đơn sau em bớt tiền lại cho nha chị. Nếu mà không đổi lại thì đơn sau em bớt lại cho nha, tại vì mình giặt rồi thì nó khô, nó sẽ mờ 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 dầu máy. Đúng rồi đó, thường thường á là dầu máy mà những cái áo mà màu đậm á mình ít thấy, còn màu trắng thì nó sẽ hơi bị thấy nhiều, nếu mà dính thì nó thấy nhiều. Mình giặt rồi thì mình dùng cho em đi ha, nó không ảnh hưởng gì nhiều thì chị dùng đi, rồi có gì em bớt tiền cho nha. Đúng rồi, tay dài nha chị Trần Liên, tay dài nha chị, tay dài nhưng mà em mặc thì em thích săn vậy đó. Like đã tim đúng không chị ơi, đã tim mạnh mạnh lên, đẩy view lên tí đi rồi em like. Màu em đang mặc là màu xanh lam đó chị, cái màu này là màu mới nè, chưa có trong cái mẫu bộ bao giờ nè.
Bông nhí hiện tại là bây giờ em có áo lẻ thôi chứ không có bộ nha chị, Tây Ninh có áo lẻ. Em chào chị Ngô Thủy nha. Chấm like mấy chị ơi, đẩy đẩy tim lên cho em đi, đẩy view lên nhiều em đi. Mẫu em mặc có 10 màu nha mấy chị. Rồi chị nào thích cái màu em mặc mấy chị lên cho em là mã xanh lam giùm em nha. Xanh lam size 1 cho tới size 5 giùm em. Dáng quần nó là quần ống rộng nha em đang mặc mấy chị ha. Chất thun to giãn nha. Rồi chị nào chốt xanh lam cho em mã xanh lam. 170 một bộ ship 25. Chị nào mình có đơn từ hai bộ mẫu này thì mình được miễn ship nha. 175 nha chị Tân Nguyên. 175 một bộ giùm em nha. Chị nào biết size thì comment cái màu kèm cái size kèm số alo nếu là khách mới. Còn chị nào không biết size thì comment cái màu kèm cho em cái chiều cao cân nặng thì em tư vấn size cho nha. Rồi lên cái màu em mặc là màu xanh lam nha mấy chị. Xanh lam size từ size số 1 tới size số 5 giùm em. Hoa này là hoa thiêu trực tiếp á, cái bông thiêu lần này mới nhìn nè. Đẹp không mấy chị? Quá chị đẹp luôn, có thêm con heo. Con heo. Có thêm một con bướm ở trên này nữa nha. Áo và ba lẻ hiện tại chỉ có áo bông giá cổ nữ hoàng thôi chị Dương Nguyễn. Rồi chị nào chốt cái màu em mặc lên cho em là màu xanh lam nha mấy chị. Xanh lam em có đủ size cho mình từ 1-5, 45kg tới 73kg nha. Rồi chốt xanh lam lên cho em màu xanh lam. Size 1, 2, 3, 4, 5. Lên giùm em màu xanh lam ha. Rồi lên tiếp cho em màu này. Bộ em mặc 170 nha chị Kim Thủy Cà Mau ơi. Trời ơi màu hồng gì ta. Màu hồng này kêu màu hồng gì, màu hồng ruốc ha mấy chị, màu hồng ruốc. Đẹp quá, rồi em lên màu hồng nha. Vải thun co giãn mấy chị ơi, thun co giãn nha. Bên em bán bà ba chỉ có một loại duy nhất là chất thun thôi nha. Em không có bán lụa hay gấm nha mọi người. Rồi chị nào chốt bộ xanh lam lên nhà em màu xanh lam. Xanh lam size 1 cho tới size 5 giùm em chốt lên cho mã xanh lam nha. Rồi em lên cho mấy chị màu hồng nè, mấy chị chốt cho em là mã hồng ruốc nha mấy chị. Hồng ruốc nè. Hồng ruốc kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Bộ em mặc là có 10 màu nha chị Ngọc Ánh. Rồi lên cho em màu hồng ruốc. Chị Diễm Thúy mặc cho em size 3 nha chị. Thích cái màu xanh lam thì bấm cho em là xanh lam size số 3. Rồi kèm số alo lên cho em là có đơn nha. Rồi mấy chị lên cho em màu hồng ruốc đi. Hồng ruốc kèm size. Hồng ruốc kèm size cho em nha. Trời ơi cái màu hồng. Rồi không quá tươi, không phải tối luôn. Cái màu rất là dễ chịu. Chốt màu hồng ruốc là màu hồng ruốc nha em mấy chị. Hồng ruốc kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, hai bộ là miễn phí ship nha chị nha. Một bộ ship 25, còn lấy từ hai bộ là em miễn phí ship cho mình luôn. Cái UD đợt này thiêu quá đẹp luôn mấy chị. Nó đều á. Rồi chị nào chốt bộ này lên cho em màu hồng ruốc nha. Có màu đen luôn nha chị nha. Màu đen là không bao giờ thiếu. Rồi chị nào chốt màu này lên cho em màu hồng ruốc. Em đang mặc là em 44kg 1m55. Em mặc là size số 1. Size 1 cho mình 45-50kg nha chị. Rồi chốt lên cho em mã hồng ruốc. Hồng ruốc kèm size. Theo dõi đi chị Diễm Thúy, em đang lên từng màu đó chị. Em đang mặc từng màu cho mình coi nè. Em không có đưa một lần nhiều màu nha. Em lên một lần một màu vậy, ai chốt xong là em lại qua màu khác ha. Chứ không có lên một lần nhiều màu nha chị. Chia sẻ like thả tim lên cho em mọi người ơi. Không có size 6, lâu này form nó thoải mái nên em không có lên size 6 chị. Lâu này form nó thoải mái, không có lên size 6 nha, em lên tới size 5. Hello chị Thi Thi. Hồng ruốc 4 em chốt chị Thi Thi. Lên cho em màu hồng ruốc đi mấy chị ơi. Hồng ruốc 4 cho chị Thi Thi. Quá trời đẹp luôn mấy chị, cái bảng màu xuất sắc luôn. Hello chị Hằng. Hồng ruốc 1 em chốt cho chị Hằng nè. Hồng ruốc 1 cho chị Hằng. Ủa bên ở bên FB mấy chị không thấy em à, mấy chị sao không thấy comment nào bên FB hết vậy? Hồng ruốc 1 cho chị Hằng. Trời ơi thôi. Điên điên bấm thiếu rồi xong cái đè đầu cũng gọi nữa. Rồi tưởng ai gọi nữa. Mày đặt bấm thiếu rồi vô. Rồi cho chị Hằng. Đặc biệt nha mấy chị, đặc biệt trên cái like ngày hôm nay chị nào có đơn mình sẽ được chi ăn một lô áo khoác hơi bị xịn sò mà giá cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có khách có đơn đồ ba hôm nay mới được mua cái áo khoác đó nha. Còn không là mua cái áo khoác đó giá 160 bán trên like này cho mấy chị có 95 ngàn thôi. Áo khoác chống nắng cái mùa này nha.
cực đẹp, nhưng mà chị nào có đơn đồ bà ba thì mới được kèm mua một áo khoác nha. Rồi mở mặt lên nha, màu hồng ruột. Chị Phương Phương ơi, chị 50 kg chị cao nhiêu chị? Cho em cái chiều cao. Rồi chị Hương Hoa Nguyễn ơi, mấy chị muốn tư vấn size á, mấy chị lên giùm em cái chiều cao cân nặng luôn nha. Em tư vấn size cho nó chuẩn hơn ha. Tại vì nếu mà mình chiếu số ký đó mình cao thì mặc size nhỏ, mà mình thấp thì mặc size to vậy thôi. Cho nên là phải cho em cái chiều cao cân nặng luôn. Kim Thủy mặc cho em size số 4 nè. Chị Hương Hoa Nguyễn 51 kg cao nhiêu chị? Rồi, chị Ho Tim Tim nè. Chị ơi mua trực tiếp like giùm em nha, em không bán giỏ hàng nha. Mua trực tiếp trên like giùm em. Thu Nga Nguyễn mặc cho em size số 2 nha. Kim Hạnh ơi 56 kg cao như Kim Hạnh. Cho em cái chiều cao luôn. Rồi mẫu em đang like là màu hồng ruốt. Màu hồng ruốt mấy chị. Kim Hạnh mặc size 2 giùm em nha. Màu hồng ruốt. 170 một bộ, ship 25 hai bộ nguyên ship. Quần ống rộng là một túi thôi nha chị Dương Rạng. Hello chị Úc Quỳnh. Em lên màu này màu thứ hai nha. Màu thứ hai. Hello chị Võ Án Lạc Bay. Đúng rồi chị Diễm Thúy. Rồi chị nào chốt hồng ruốt này thì em mã hồng ruốt nha. Cái màu đầu tiên em lên là màu xanh lam. Màu xanh lam mấy chị. Quần rộng kiểu túi nó như vậy nè chị Dương Rạng. Đây ha. Đó quần mà lưng bản như này mà tôi có một túi như vậy ha. Rồi tim 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 hoa tim hoa hồng tim tim 71 kg mét 63 mặc cho em size số 5 nha. Phương Phương mặc cho em size 1 nha người chị ơi. Rồi chị Tích Nguyễn là mặc cho em size 2 nha chị. Đó em là 44 kg mét 55, em đang mặc là số 1 nè. Rồi cái màu em lên đầu tiên là màu xanh lam. Chị Hồng Linh ơi mẫu này em bán nguyên bộ chị. Ây da. Mẫu này em bán nguyên bộ nha. Rồi chị nào chốt màu xanh lam là cái màu đầu tiên là lên màu xanh lam cho em. Màu em mặc là lên cho em là hồng ruốt. Hồng ruốt và em lên cho mình cái màu đen nha. Em lên cho mình màu đen. Lên màu đen giùm em là màu đen thì á, lúc nào em like cũng nói thích là chốt liền. Tại màu đen lúc nào nó cũng hết trước hết á. Hello chị Lâm Chi. Chị nhận áo rồi vĩ lắm luôn. Cảm ơn chị Lâm Chi nha. Mình một bộ hồng ruốt. Chị Tim Tim là size số 5. Rồi chị ơi chị lên số alo cho em là có đơn nha chị. Lên số alo cho em là có đơn. 175 ơi xin lỗi 170 một bộ ship 25 hai bộ thì miễn ship nha chị Kim Hạnh. Ngọc Ánh chưa có đơn nha Ngọc Ánh ơi. Ngọc Ánh chưa có đơn đặt lại giùm em ha. Rồi em chốt cho chị Tim Tim nè, em kêu Tim Tim thôi em cũng không biết tên chị á. Một bộ hồng ruốt số 5 cho chị Tim Tim nè. Rồi cho chị Tim Tim hai vỏ tim đó, hai vỏ tim vậy là chị Tim thôi. Hoa Thái ơi Hoa Thái, nếu mà giờ dáng vẫn gọn người thích mặc ôm lấy cho em size số 4, còn mà ví dụ tuổi lớn lớn là có bụng nhiều lấy số 5 giùm em nha. Huỳnh Sen mặc cho em size 4 đi chị, nếu mà thích mặc ôm lấy số 4 nha chị, thích mặc ôm lấy số 4 còn thoải mái thì lên số 5 giùm em. Chị Diễm Trinh, em thấy số chị Diễm Trinh nè. Chị Diễm Trinh 67 kg cao nhiêu chị Diễm Trinh ơi? Cho em cái chiều cao luôn chị Diễm Trinh, cho em cái chiều cao luôn nha. Màu em mặc lên giùm em màu ruốt, có màu đen chuẩn bị lên màu đen nha chị Bích Tiền. Rồi rồi chị Diễm Trinh. Chị ơi chị thích mặc ôm hay chị thích thoải mái tí chị? Thích mặc ôm thì em lấy chị size 4, còn chị thích thoải mái. Thoải mái như em đang mặc là thoải mái nè. Đó, như em đang mặc là thoải mái, còn thích ôm nó sẽ ôm như thế này. Ôm em lấy chị size 4 nha. Đẹp quá, hello Hồng Thắm. Hello Hồng Thắm nha. Rồi hồng ruốt 4 thì chốt cho chị Diễm Trinh. Mở mặt lên màu hồng ruốt giùm em nha chị. Bà ba nút thắt hết rồi, chị Tiết Mai em đang may, chị đang may lại. Ngọc Ánh ơi không nghe máy là không đi được. Ngọc Ngọc ơi, Ngọc Ngọc chị lô mới này quá trời đẹp luôn chị ơi, bản màu mới không? Màu mới không hà. Rồi lấy số 4 cho chị Diễm Trinh rồi nha. Bộ em mặc là 170 với chị. Rồi ai chốt hồng ruốt lên giùm em màu hồng ruốt. Hồng ruốt kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Em lên cho mình màu đen nha. Màu đen thì hơi bị đẹp rồi. Màu đen là không bao giờ chê được. 10 màu nha chị Hoa Thái ơi. Rồi lên màu đen cho em nha. Đen kèm size với chị. Thích đen là chốt liền.
Tại vì một lô may nó không có nhanh đâu mấy chị, 2 tuần có khi 3 tuần, nếu mà hàng nhiều phải 3 tuần mới có, mình chờ lại nó rất là lâu. Rồi màu đen đó, xuất sắc chưa mấy chị ơi? Bộ hồng quốc em đang mặc, chị Thủy Tiên lấy size mấy? Chị Thủy Tiên ơi, lên cái size giùm em với, cho em cái size nha. Rồi màu đen đi mấy chị, đen là đẳng cấp, đen là huyền ảo luôn. Ai chốt bộ đen, bộ đen cho em nha, bộ đen kèm size. Rồi lên giùm em mã đen đẹp mấy chị ơi, cái form lên vô eo cực kỳ luôn đó, em mặc và thoải mái nhưng vẫn thấy eo nha mấy chị. Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên cho em cái size đi chị, hồng rút em đang mặc mà chị lấy size mấy, lên size giùm em với. Chị Kim Lan cao, chị mặc được size số 5 nhưng mà hơi ôm nha chị, về mà chị thấy không thoải mái đó, thì chị nhả ben ra là chị mặc được. Rồi đen bam chốt cho chị Trinh Lê, lấy em màu đen. Đợt này không có màu xanh đen không mấy chị, màu đen. Chị Tiên ơi, chị Tiên nghe em hỏi không, chị lấy cái bộ hồng ruốc mà chị không cho em cái size, em không nhớ size chị đâu nha. Thêm bộ đen số 5 cho chị hoa tim, đen 5 cho chị hoa tim. Rồi đen 5 em chốt cho chị hoa tim. Em mặc số 1 chị, em 44 kg, chị bao nhiêu ký? Thì bình thường chị, em nói chị khách cũ nè, bình thường chị mua size nào thì giờ chị lấy size đó giùm em nha, còn không thì lên chiều cao cân nặng lại giùm em canh size. Hồng ruốc ban chốt cho chị Nga Quỳnh. Rồi ruốc ban chị Nga Quỳnh. Đen 4 chốt cho chị Dương Nguyễn. Chị Dương Nguyễn lấy bộ đen này thì mình khỏi lấy cái quần lẻ này chị. Đen 4 cho chị Dương Nguyễn. Áo dài chưa may xong nha chị Ngọc Chi, áo dài hẹn mình chắc tuần sau nha chị. Hello chị Hà Giang. Chị ơi, chị em đang live mà sao chốt đơn được? Chốt đơn ngày mai có nhân viên gọi chốt nha chị ơi. Em đang live sao gọi chốt đơn được? Mai sẽ có người chốt đơn cho chị nha. Hai bộ đen, bộ 55 kg, bộ 60 kg, bộ số 2, bộ số 3 cho chị Hà Giang. Một đen 2, một đen 3 chị Hà Giang. Rồi một đen 2, một đen 3 chị Hà Giang này. Thủy Tiên mặc số 3 giùm em nha chị. Thủy Tiên mặc cho em size số 3. Rồi một rút số 3 cho chị Thủy Tiên. Hồng rút 3 chị Thủy Tiên. Bỏ mặt lên đen giùm em đi chị ơi. Bích Tiên mặc số 3. Ôm dữ lắm nha chị Kim Lê. Ôm hơn hiện tại em đang mặc. Ôm hơn hiện tại em đang mặc xíu. Đó, như vậy. Còn gì về nếu mà chị không thích ôm vậy thì á, chị nhả bên ra. Ở trong này nó có nè, có hai bên, hai bên nè, với hai cái bên đằng sau nữa. Chị chỉ cần chị nhả hai đường chỉ ở phía sau này thôi là cái áo nó nhả ra cho mình được 3 phân là mình mặc thoải mái. Đó. Chị Tiết Mai bao nhiêu ký, cao nhiêu chị ơi? Chị bao nhiêu ký, cao nhiêu chị đặt size mấy? Ôm vẫn mặc ok là em không có bao đổi, lỗi em bao đổi nha chị. Còn ôm xíu mà giữ thấy thoải mái nhả ben ra giùm em nha. Khi nào mà nó chật mà không được nha chị thì em mới đổi nha. Còn hàng ôm là rất là bình thường. Một bộ hồng rút 5 cho chị Thiết Trần. Còn đồ lỗi em đổi là ok rồi, nhưng mà ôm là em không có đổi nha chị. Ôm một xíu nhả ben ra được. Bỏ xanh quần đen là áo 85 quần 70 nha chị, lên 14 rồi. 75 kg cho em cái chiều cao. Mỗi lần lấy 3 với 4 hả chị? Rồi ok chị. Đó là cái chuyện bộ số 4. Bộ số 2 em đổi lại thành số 4 nha. Rồi đen 4 chốt cho chị Hà Giang. Ok chị Hoa Tim nha. 170 một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Bộ xanh cổ vuông đợi em nha chị Thủy Mạnh Mẽ ơi. Nguyễn Kim hỏi gì hỏi lại, chị bị ẩn bình luận rồi đó chị. Rồi Mỹ Anh 9, 75 kg, 1m6, eo 94 đổ lại cho em mặc ok nha.
Hồng Phượng ơi, Hồng Phượng 63 kg cao nhiêu chị? Hồng Phượng 63 kg cho em cái chiều cao. Rồi chị nào chốt bỏ mặt lên nhà em màu đen. Đen kèm size giùm em 1, 2, 3, 4, 5. 170 nha chị Thi Thi. Hồng Phượng ơi 63 kg lên chiều cao giùm em nha. Rồi chị nào chốt đen. Chị Hồng Nhẫn mét 65 72 kg thì mặc số 5 cho em, nhưng mà cái quần thì nó không có được dài lắm nha chị. Quần nó dài cỡ từng 96 98 thì chị nhắm có được không? Hồng Phượng mặc size 4 nha chị, Hồng Phượng mặc số 4. Nguyễn Kim mặc size 4 giùm em luôn nha. Bộ đen xanh lam số 5 em chốt cho chị Hoa Thái. Rồi chị Hoa Thái hai bộ này. Một đen một xanh lam số 5 cho chị Hoa Thái. Đen xanh lam. Rồi một đen một xanh lam. Size 5 cho chị Hoa Thái. Nguyễn Thanh ơi, Nguyễn Thanh mặc cho em size số 5 nha Nguyễn Thanh. Thông nha chị Minh Minh đây. Rồi Thanh à, Hoa Thái hai bộ. Em lên cho mấy chị Tím Huế nha. Tím Huế, Tím Huế. Chấm like thả tim nha chị ơi. Hình như bên FB nó bị chặn bình luận hay gì á, không có thấy bình luận của bên FB luôn. Mét 50 mà bao nhiêu ký chị Hoa Trinh Nữ? Rồi 80 kg là em không vừa nha mấy chị. 80 kg là em không có sai. Không có bà ba không thiêu, em đang lên là hàng thiêu. Ngọc nhận hàng rồi, đẹp lắm nha. Cảm ơn chị Lâm Ngọc. Không chị Nguyễn Thanh ơi, đen hiện tại em có mẫu này nha chị. Rồi lên nhà em màu Tím Huế. Mét 50, 50 kg. Bộ đen mặc ôm lấy cho em size số 1 nha chị. Bộ đen mặc ôm lấy số 1 giùm em nha. Còn có bụng nhiều thì lên số 2. Rồi lên giùm em màu Tím Huế đi cả nhà. Tím Huế ha. Quá trời đất đẹp màu Tím Huế luôn mấy chị. Đây không có áo dài nha chị Hương nè ơi. Rồi lên giùm em màu Tím Huế. Tím Huế kèm size. Mét 65 57 kg lấy size mấy vậy chị Tiết Mai? 170 bộ nha chị Phương Linh. Rồi Tiết Mai chụp cái nè. Hồi nãy chị nói một cái bị lỗi, một cái bị chọc thì em nói cái lỗi em đổi, nhưng một cái thì lỗi, một cái thì ôm. Cái lỗi em đổi còn ôm nhã bên ra ngay chị. Mê lấy chị Dương, Dương Nguyễn ơi, quá trời đất đẹp. Rồi Tím Huế số 3 em chốt cho chị Ngọc Anh. Bộ Tím Huế 3 em chốt chị Ngọc Anh. Tím Huế 3 cho chị Ngọc Anh. Chị ơi 170 một bộ, hai bộ miễn ship cộng vô thì ra giá giùm em nha. Rồi Tím Huế, Tím Huế mấy chị ơi, Tím Huế màu đang mặc là màu Tím Huế. Tím Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Dáng quần là quần ống rộng với chị, quần ống rộng. Xem lại màu xanh lam rồi đợi em một tí. Chị Thủy Thanh Lam ơi, mình mua mình lên cái chiều cao cân nặng em báo size cho nha chị. Mua lên chiều cao cân nặng giùm em báo size cho nha. Màu này là màu xanh lam nè. Màu xanh lam là cái màu em quay video đầu tiên đó. Rồi Phạm Phương mặc cho em size số 2, chị Kiều Trinh mặc size số 3 nha. Lên giùm em là này, màu này là màu xanh lam. Thảo Lê. Hai quần đen váy số 3 luôn, dưới một bộ tím số 3 ok chị Thảo Lê. Không không chị Hương nè ơi, chưa có áo dài nha. Rồi Thủy Thanh Lam mặc cho em size số 4 nha chị. Thủy Lam mặc cho em size số 4. Tím số 3 cho chị Thảo Lê. Ôm em không giải quyết nha chị Tiết Mai ơi. Ôm ngã bên thôi mặc được nha. Còn cái nào lỗi thì chụp gửi cái lỗi qua giùm em. Không Ngọc Ánh thôi mặc số 3 vừa rồi chị. Màu đen đây chị. Đâu rồi? Chị nào ấy màu đen? Phạm Phượng. Em chào chị Thủy Nguyễn nha, nằm dùng hồi sáng giờ luôn hả? Đây em đây, xuất hiện rồi đây. Mẫu mới chị ơi, siêu đẹp luôn. Sơn Lê 75 kg, cao như Sơn Lê ơi. Cho em cái chiều cao. Quần váy ống rộng nhất là quần ống váy đó chị Thảo Lê. Rồi nè chị Phạm Phượng, bộ màu đen nè chị. Chốt bộ đen lên, bộ đen giùm em kèm cái size. Chị Trang. Chị Trần Nghĩa. Trần Nghĩa mặc size số 3 giùm em nha Trần Nghĩa ơi. Đây bộ đen ngay nghe chị.
nổ đơn mấy chị ơi, nổ đơn. Đây màu đen chị Phạm Hưởng có lấy không? Lấy thì lên giùm em màu đen kèm cái size. Đen kèm size giùm em. Rồi đen hai chốt với chị Phạm Phượng. Em nằm vùng canh mấy ngày nay áo dài thì canh tuần sau nha Hương nè ơi, tuần này chưa có áo dài chưa xong. Tuần sau nha. Sơn Lê ơi 75 kg mé 6 mà gọn người mới mặc được nha chị, gọn người eo tầm 92 94 đổ lại cho em thì mới mặc được nha. Còn không là mặc hơi chật. Hằng Ngô mặc cho em size số 5 chị Hằng Ngô ơi. Hằng Ngô mặc size 5 cho em nha. Rồi đen 2 của chị Phạm Phượng nè. Tím Huế 4 cho chị Thủy Nguyễn. Ok chị. Tím Huế 4 chị Thủy Nguyễn. Hằng Ngô mặc cho em size số 5 nha. Thủy Nguyễn nha. Thì chị Thủy Thanh Lam ơi, chị lấy màu gì? Em thấy số của chị thấy màu gì lên cái màu kèm size giùm em. Hồi nãy em nói chị mặc size mấy đó, số 4. Rồi chị thích màu gì chị bấm cái màu kèm size số 4 giùm em nha. Chưa biết đâu Hương nè ơi, chưa có hàng làm sao biết được. Khi nào có hàng em mới biết được nha. Rồi, không có số 6 nha Xuyên Bùi ơi. Rồi lên cho em màu tím Huế nha chị. Em lên cho mình cái màu xanh lá. Khi nào có hàng mà thấy em đăng video lên thì mới có đơn, mới có dài. Xanh cổ vuông chưa like đâu chị Thủy ơi, em like mẫu này xong rồi. 170 một bộ nha chị. Rồi em lên cho mình màu xanh lá. Màu xanh lá giùm em nè. Chị nào thích màu tươi thì lấy màu xanh lá. Thì cái nào lỗi thì chị cứ chụp qua tin nhắn đi, rồi mai em kiểm tra em xử lý nha chị. Nãy em có nói rồi mà, lỗi là em hỗ trợ đổi yên tâm. Nhưng mà ôm thì như muốn thoải mái nhả bên ra. Em không có đổi hàng ôm hay hàng rộng nha mấy chị. Rộng thì nhấn bên vô, còn ôm thì nhả bên ra nha. Đồ may nó có bên mà. Chị Thùy Linh ơi là sao chị Thùy Linh? Là sao chị Thùy Linh ơi? Hello Ngoan Trương. Đặt xe 2 nó giao xe 3. Thùy Linh, là chị Thùy Linh nhận áo gì vậy chị? Chị chụp hình mấy cái nào mà lộn sai gửi qua tin nhắn giùm em nha. Thùy Linh là 54 kg mét 6 hả chị phải không? Bữa chị đặt áo bông size số 2 đúng không? Rồi lên giờ em màu xanh lá. Xanh lá nha mấy chị ơi, xanh lá kèm size. Áo xanh nào chị Mai Thúy, áo xanh em treo này chị lấy size số 4 là nó 57 kg tới 62 kg thôi nha. Ok chị Thùy Linh là lộn tàn size 3 không hả chị? Hay là lộn cái nào của chị mấy cái? Em nhớ em đổi lại cho chị size số 2 rồi mà ta, lúc đầu em lấy size số 3 em kêu áo bông phong nhỏ. Nên em lấy cho chị size số 3 không, chị kêu là chị lấy lại size số 2. Rồi chị chụp hình cái nào lộn chị gửi qua tin nhắn giùm em đi. Rồi lên cho em bộ xanh lá mấy chị. Bộ xanh lá size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Rồi Như Ý Lê lấy bộ mặt bấm cho em màu xanh lá kèm cái size giùm em. Chị Hoa Thái. Là chị Hoa Thái hồi nãy là hai bộ size số 5, bây giờ lấy thêm một bộ xanh lam size số 2, 55 kg đúng không chị Hoa Thái? Là hai của chị ba bộ mà hai bộ số 5, một bộ size 55 kg mấy 55 lại lấy size số 2 là ba bộ. Ok chị Hoa Thái. Xanh lam size 2 chốt chị Hoa Thái. Tại vì nếu mà số 3 cái mẫu đó chị thì lên đây nó có rộng cũng không rộng nhiều, nó nhấn lên lại đi rồi buổi sau em bù từng cái tường cửa lại cho nha. Như Ý Lê bộ em bận bấm giùm em xanh lá kèm cái size lên giùm em với, em không nhớ size của mình á. Rồi đỏ đô size luôn, kèm size lên cho em luôn nha. Một bộ màu tím Huế, chị Kim Lan Cao lên đủ số alo giùm em, chị lên cái số có 6 số à. Rồi cái tiền sữa đó em sẽ đợi chờ, em sẽ trừ lại cho chị thì Linh yên tâm. Như Ý Lê một bình thường Như Ý Lê là lấy size mấy chị? 70 kg 1m65, nếu mà chị mặc ôm thì thường em lấy size số 4 á, mà lâu nay là chị lấy size mấy?
Thì bây giờ chị bấm cái size đó lên là giùm em. Mình đã là khách cũ, mình đã mua hàng rồi thì chuẩn size rồi thì lấy size gì bấm size đó lên giùm em luôn đi chị. Rồi size số 5 là một bộ xanh lá với một bộ đỏ đôi cho chị Như Ý Lê. Ok chị nè. Hello chị Như Phượng, mới nhận hàng ngày nay, đồ đẹp vừa, không dáng đẹp quá, cảm ơn Như Phượng nha. Rồi chị Như Ý Lê là bộ xanh lá với lại bộ đỏ đô. Rồi hết màu này em lên màu đỏ đô luôn nha. Rồi xanh lá với đỏ đô cho chị Thủy Lê. À Như Ý Lê, bộ em mặc 170 nha chị. Bộ em mặc 170, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Mẫu mới, đúng rồi, mẫu em mới về luôn đó. Mới like cái like này đầu tiên đang like luôn đó. Chưa lên hết màu không? Em đang bận chị Ngân Nguyễn màu xanh lá nha chị. Chị lấy size nào lên cái size giùm em nha. 170, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Cái mẫu này là form nó thoải mái lắm chị Bon bé. Mẫu này form thoải mái lắm, là em lấy chị size 345. Mẫu này em không có may size 6 chị. Mẫu này em không may size 6. Em lấy chị 345, 345 đủ màu luôn ha. Màu đẹp lắm. Rồi xanh lá giùm em nha. Xanh lá 345 cho chị Bon bé. Rồi xanh lá 345 em chốt cho chị Vân bé. Tím Huế đây chị. Màu đẹp, bảng màu này rất đẹp luôn nha mấy chị ơi. 10 màu là đẹp hết 10. Tại bảng màu là em tuyển dữ lắm luôn á. Rồi chị Anna nói luôn nè chị. Cái đơn 410 mấy ngàn đó. Rồi hàng tới rồi giao, chị nói là chị không nhớ đặt cái gì, chị không nhận hàng hay sao. Còn cái đơn 4 cái áo em cũng chưa gửi đâu. Tại vì đơn kia chị nói vậy rồi, nên đơn 4 cái áo em chưa có gửi hàng đâu chị. Màu tím Huế đây nè, chị đòi em màu tím Huế. Tím Huế cho em nha. Mẫu em mặc là bán nguyên bộ không chị. Rồi tím Huế số 5 em chốt cho chị Kim Lan Cao. Tím Huế 5 cho chị Kim Lan Cao. Không có màu trắng chị ơi, không có màu trắng. Chị toàn 6-8 ký mặc cho em size số 5. Nên là đơn của chị Anna là cái đơn 413.000 nó bị hòn về rồi. Em sử dụng chung cái đơn của bố áo lẻ gửi tới là em thu 413.000, hoặc là giờ chị chuyển khoản đủ em gửi nha. Còn không thì em xả 4 cái áo kia ra luôn, em trừ cái đơn hàng mất tiền ship lại cho chị. Là em không bán cho Anna nữa. Anna gửi hàng á, cái nào chuyển khoản hết thì lấy. Còn cái nào không chuyển khoản là hàng tới cứ kêu đi du lịch rồi không nhận hàng không à. Hoặc là xả hàng không à. Nên chị Anna nói luôn, tại gọi cho chị không có được, gọi chị không có nghe máy. Nên là giờ em nói luôn, một là đơn 400 mấy đó hoàn về chị chuyển khoản đủ cho em. Em gửi hàng hết cho chị cả 4 cái áo luôn. Hai là em trả liền tiền lại cho chị, em trừ 70.000 tiền ship của cái đơn kia ra nha. Rồi em không bán hàng cho chị Anna nữa. Vậy chị muốn sao cũng được. Chứ đâu có kiểu đặt hàng mà hàng tới ưng nhận không ưng kêu đi du lịch rồi không có nhận hàng được. Trong khi đó, shipper báo chị rồi, chị nói chị đi du lịch. Và bây giờ chị vô like với em, chị nói là chị bị mất điện thoại. Rồi em không biết tính thường nào luôn. Rồi em có cái màu này mấy chị. Nó giống như là màu cacao á mọi người. Nâu không nâu mà đỏ không đỏ. Giống như màu cacao á. Ai, mấy chị cứ chốt cho em chữ nâu đi ha. Cứ chốt cho em chữ nâu đi, cái màu nó như này nè. Ừ, đó, rồi em lên này chốt chữ nâu, mã nâu giùm em nha. Chị nói chị bị mất điện thoại, cái bữa đó shipper gọi cho chị, em gọi cho em đứng em đang còn like đây luôn á. Chị nói là chị đặt cái gì chị không nhớ, chị hủy cái đơn đó đi. Chị không nhận đơn đó đâu. Rồi chút nữa em cho mấy nhân viên gọi chị thì kêu, ừ vậy thì kêu giao lại đi chị không nhớ. Gọi giao lại chị thì chị kêu chị đi du lịch 4-5 ngày chị mới về. Rồi bây giờ chị vô like chị nói là chị bị mất điện thoại. Nên em muốn tin chị nữa đâu. Nha. Rồi lên cho em màu nâu. Hello chị Trịnh Hằng.
Rồi tím mỗi size 3 bộ. 3 4 5 mỗi size 3 bộ chị Bon bé. Hoàng Nguyễn ơi, mặc cho em size số 1 nha chị Hoàng Nguyễn. Cô Dương Hồng, cô lấy màu tím Huế mà cô bao nhiêu ký, cô cao nhiêu, cô lên giùm con chiều cao cân nặng con lấy size nha. Với lại cô lên số alo giùm con. Rồi lên giùm em màu này là màu nâu. Màu nâu giùm đây. Nâu cho em nha. Nâu size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em mã nâu. Hoàng Nguyễn ơi, em báo chị là size nào, size 1 đúng không? Thích cái màu nào cầm hen cái màu đó là gì em. Ví dụ như lấy màu nâu thì bấm nhà em chữ nâu size số 1. Xong rồi lên cho em số alo là mình có đơn nha. Rồi lên nhà em màu nâu luôn mấy chị. Nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Mẫu này mấy chị mặc thường được, mấy chị đi chùa cũng ok luôn nè. Đẹp sang lịch sự nữa. Mà nó không có bị lúa nghe mấy chị. Quá trời đẹp. 170 nha chị Quảng Hoa. Mẫu em đang like là 170 một bộ, ship 25, mấy chị lấy hai bộ thì mình được miễn ship. Đó, rồi chốt nâu lên cho em mã nâu. Tím Huế. Tím Huế 4 3 4 5 cho chị. Bông bé này. Rồi lên em màu nâu. Lên nhà em màu nâu mấy chị. Thi vờ vờ lên số alo lại giùm em nha. Thi vờ vờ 77. Rồi ok chị Anna, ngày mai em sẽ chuyển khoản trả lại, bữa chị chuyển em là 340 đúng không? Rồi ngày mai em cho Nguyên gọi chị đọc số tài khoản chuyển lại cho chị 270. Là coi như là từ giờ mình không buôn bán gì với nhau nữa nha. Rồi chị Thi vờ vờ lên số alo lại giùm em với. Nâu 4. Nâu 4 cho chị Thi, Thi lên số này em nha. Chị Nguyễn Gái một bộ đen. Nguyễn Gái cho em chiều cao cân nặng luôn chị Nguyễn Gái ơi. Nguyễn Gái lên chiều cao cân nặng giùm em luôn nha, em lấy size nha. Màu em đang mặc với chị lên cho em màu nâu. Vậy hả chị Hạnh miền Tây? Chắc nó để lộn chồng vô đó. Ok chị Hạnh miền Tây rồi. Ok chị Thi vờ vờ. Chị Thi 77. Nâu 4 cho Thi 77 nè. Ok chị Hạnh nha. Nguyễn Gái một bộ đen 1m58 là bao nhiêu ký chị? Lên giùm em cái số ký luôn. Phương Trần. Em trả tiền chị Anna nhưng mà trừ cái cục hàng chị không nhận hàng, hai lần đi lần về ship 70 ngàn cho em nha chị. Rồi em chuyển lại cho chị 270 là ok nha. Áo riêu áo đỏ bi. Chị Phương Phương Trần ơi, áo riêu áo đỏ bi là áo bà ba bông phải không chị? Chị cho em cái chiều cao cân nặng em lấy size nha. Rồi chị Nguyễn Gái một bộ đen size số 2. Nguyễn Gái lên cho em số alo luôn chị Nguyễn Gái. Em chờ chị Maria tiếp. Nguyễn Gái lên số giùm em luôn nha. Rồi chị nào chốt bộ mặc lên trên mã nâu. Nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã nâu. Em lên cho mình cái màu này là cái màu đặc biệt luôn. Hơi bị đặc biệt. Hai. Nó là màu xanh cổ vịt nha mấy chị. Màu xanh da chai, màu xanh cổ vịt đó. Chuẩn màu xanh da chai cho em luôn. Sang cực kỳ sang. Đây nha. Quá trời là đẹp luôn. Một bộ đen số 2 chốt cho chị Nguyễn Gái. Rồi mấy chị chốt cho em là màu xanh cổ vịt đi mấy chị. Xanh cổ vịt giùm em nha. Rồi chị Thịnh Dương luôn nè. Cái đơn 1 triệu mốt chị nhận hàng chưa chị ơi? Em hỏi lại chị Thịnh Dương. Đơn 1 triệu mốt chị nhận hàng chưa? Trời ơi màu xanh cổ vịt giùm em. Lên cho em màu xanh cổ vịt đi mấy chị. Ship 25 là ship cho khách có đơn. Em hỗ trợ ship đó tính 25 ngàn là đồng giá. Còn không nhận hàng là đi 35 về 35 giùm em nha chị nha. Đó. Đen 2 cho chị Nguyễn Gái. Ship 25 là ship cho khách có đơn mà ship đồng giá nha chị. Còn chị đâu có nhận hàng đâu mà ship 25. Rồi đen 2 cho chị Nguyễn Gái.
Phương Trần ơi, 55kg mét 52 là áo bông chị mặc cho em size số 3, để em coi hai cái màu đó còn size 3 không nha chị. Áo bà ba bông là 85 ngàn một áo nha. Xanh riêu size 3. Rồi một riêu số 3 với một bi đỏ số 3, ok chị có nè. Em bung hai cái áo này ra hả chị, có phải không nha, phải gì đó phải là em chốt nha Phương Phương Trần. Em trả tiền lại cho chị là em tử tế lắm rồi đó nha chị Anna, gặp người khác là chị mất luôn 340 đó rồi. Giờ em không trả 340, chị không nhận hàng, chị mất tiền cọc 340, chị làm gì em? Đúng không? Tại vì chị không nhận hàng mà. Chứ đâu phải là do em không gửi hàng cho chị đâu. Rồi Phương Phương Trần, cái bi đỏ đây chị, với cái hoa riêu. Ok thì bấm ok giùm em nha. Một cái bi đỏ, cái hoa riêu. Xanh của vịt ba chị Hồng Hoa. Xanh đang mặc số 3 cho chị Thảo Lê. Cho chị Thịnh Dương ơi, chị Thịnh Dương nghe em hỏi không chị? Phương Phương Trần này, hai cái áo này chị hỏi em nè, có đúng thì nói đúng thì em lấy nha. Bi đỏ mặc đẹp lắm, đúng rồi chị Dương Nguyễn. Của chị gái là bộ 170 ship 25 cộng vô thì em nha chị, là 195. Rồi xanh cổ vịt bố em chốt chị Thi Thi. Xanh cổ vịt 4 cho chị Thi Thi. 170 nha chị Diệu Nguyễn, 170 một bộ thì em nha. Rồi chị nào chốt xanh cổ vịt lên xanh cổ vịt cho mấy chị. Chấm like hả tim lên mọi người ơi. Dán quần này là quần ống rộng chị. Chị Phương Vân Trần ơi, áo bông chị vậy thôi khỏi lấy này, chút em like á hết là chị không có đơn nha. Em chưa like áo bông đâu. Em like mẫu này xong nè. Rồi lên giùm em màu xanh cổ vịt đi mấy chị. Xanh cổ vịt kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Đợt này không lên màu trắng chị ơi, tại đợt trước em có lên màu trắng rồi á. Màu trắng lâu lâu em mới lên lô chứ không phải lô nào cũng lên. Tại màu trắng nó cũng không có thông dụng lắm. Trừ khi mấy chị là bên đạo mình mới hay mặc màu trắng. Rồi nên tiếp cho em màu đỏ đô nha. Đỏ đô kèm size. Em chào chị Kiều Lo. Xanh cổ vịt số 4 cho chị Dương Nguyễn, ok chị. Rồi lên giùm em màu này là màu đỏ đô mấy chị nha. Đỏ đô kèm size. Vải thun nha chị Diệu Nguyễn. Thun co giãn nha chị. Rồi lên cho em đỏ đô đi mấy chị. Đỏ đô size 1, 2, 3, 4, 5. Hết cái này em sẽ chi ân qua cho mấy chị lô áo khác. Chi ân cho đối với những khách nào mà có đơn bà ba nha. Chị nào mà chưa mua bà ba thì sẽ không được chi ân cái mẫu khác đó. Mấy chị áo khác đó em chỉ kèm mỗi khách một áo thôi. Có đơn bà ba tối hôm nay nha. Tại vì áo đó bán 160, bán trên live cho mấy chị có 95 ngàn thôi. Đó. Rồi chị nào chốt bộ đỏ đô cho em mà đỏ đô. Đỏ đô size 1, 2, 3, 4, 5. Lên mã đỏ đô giùm em mấy chị nha. Cổ vịt 4 cho chị Dương Nguyễn. Vịt 4 cho chị Dương Nguyễn. Chị có bụng mà mặc bà ba bên em không thấy bụng đẹp lắm luôn. Cảm ơn chị Hồng Linh. Cảm ơn chị Hồng Linh nhiều nha. Rồi lên giùm em màu đang mặc là màu đỏ đô mấy chị. Siêu đẹp luôn, sang cực kỳ sang. Áo bi phía sau là chị Thủy Mạch là áo nào chị? Cái này là bông. Bông nhí nhí, không phải bi chị ơi. Xem áo bông thì đợi em xong mẫu này rồi qua áo bông mấy chị lựa lần luôn cho nó dễ nha. Rồi chốt lên cho em là màu đỏ đô mấy chị nha. Đỏ đô kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5. Đỏ đô 1, 2, 3, 4, 5. Áo bông đợi em xong này đi chị Thủy Mạch, rồi em la áo bông rồi chị nào mình chốt luôn nó dễ hơn. Lai lần 2-3 mẫu nó lộn xộn á. Bộ em mặc là 170 nha chị Tuyền Huỳnh. Rồi lên cho em màu đỏ đô mấy chị. Tím Huế đây chị ơi. Mẫu em mặc có được 10 màu. 10 màu nha mấy chị nha. Rồi lên cho em bộ này là màu tím Huế này. 170 chị Thủy Nguyễn. Hello chị Nguyễn Thông.
À, chị Nguyễn gái khách cũ hả chị? Ok chị. Lên cho em màu tím Huế đây nha. Tím Huế chị nào vô sau muốn xem lại màu. Chị nào vô sau muốn xem lại màu thì đợi tí em lên đủ màu xong em quay lại lượt nữa cho mấy chị, em qua mẫu. Đỡ đôi 4 cho chị Thủy Nguyễn. Ok chị. Rồi. Phượng Lý, chị Lý Thị Bích, mình mua mình lên chiều cao cân nặng giùm em báo size cho nha chị. Không có màu xanh rêu mà có cái màu xanh cổ vịt sang cực kỳ luôn chị Ngọc Dào ơi. Em mới lên xong nè. Chị thích lấy cái màu này nó còn sang màu xanh rêu nữa. Màu xanh cổ vịt nha. Đây. Màu xanh cổ vịt cho em. 78 kg mét 7 mặc được size số 5 nhưng mà ngắn nha chị, không được dài. 1m7 là mặc cái quần cũng ngắn mà cái áo cũng ngắn. Ngọc Trang ơi, mặc cho em được size số 4, màu đó là màu hồng đất chị, không phải hồng ruốc. Hồng ruốc nó tối màu hơn, để xong bộ này em lên bộ đó chứ. Cái bộ em đang treo đây là hồng đất. Hồng ruốc nãy em lên rồi, có hồng ruốc luôn. Do hồng ruốc nó sẽ tối màu hơn cái hồng đó một tông nha. Rồi chị Ngọc Dào thích lấy màu này nè chị. Màu xanh da trai. Rồi em lên màu hồng đất trên canh nè. Bộ bông từ từ nha chị. Thanh Hồng mặc cho em size số 5 nha Thanh Hồng ơi. Thanh Hồng mặc cho em size số 5. Cổ vịt số 5 nha chị Ngọc Dào. Chị Thịnh Dương shipper điện nói em á là giao hàng cho chị nói chị đi Sài Gòn mấy ngày rồi chị không có nhận hàng được. Chị cho một cái địa chỉ mới nào đó mà ở xa bạn shipper lắm, bạn không có giao tới được. Em gọi cho chị ngày hôm qua vẫn còn gọi cho chị luôn, gọi cho chị ngay cái bữa đó shipper báo đơn. Rồi ngày hôm qua em vẫn gọi cho chị luôn mà chị không nghe máy gì hết. Là đơn của chị đâu có giữ đơn được nữa đâu. Nó hoàn về cái đơn của chị tới 1 triệu mấy luôn. Nó hoàn về 20 ngàn tiền ship là cái gì chị? Đơn của chị em mất tới 90 ngàn tiền ship. Ship đi 45 ngàn, ship về 45 ngàn. Nên là nói luôn chị Thịnh Dương, ở đây còn một đơn nữa, còn cọc 500 ngàn nữa. Chị nhận hàng cho đàng hoàng giùm em. Không thì thôi. Không có nói láo đâu chị. Bạn đó báo với em bao nhiêu đơn rồi, bao nhiêu đơn của chị em biết. Rồi chị còn một cái đơn 1,9 triệu bạn trừ 500 cọc ra thì cái đơn đó chị nhận, chứ chị không nhận thì mất cọc thì là đúng rồi. Còn 500 ngàn cọc ở đây là em sẽ trừ cái tiền ship mà chị không nhận hàng của em đó, em sẽ trừ ra nha và em trả lại cái tiền đó cho chị. Rồi cái đơn ở đây gặp như người khác cho chị mất cọc luôn là chị không có nhận được hàng đâu nha chị nha. Mua hàng mà mua tào lao kiểu đó là em không mừng rồi đó. Một lần hai lần lúc đầu em thấy nhận hàng đàng hoàng rít hồi tào lao luôn. Hàng tới cứ ưng thì mới nhận, không ưng là cứ nó kêu không ưng là cứ kêu đi đâu đó 3-4 ngày mà hàng nó chỉ lưu được 3 ngày thôi, nó đâu có lưu được lâu đâu chị. Rồi lên cho em màu hồng đất nè, là cái bộ em treo trên canh á. Ủa em lên lộn rồi, cái hồng ruốc. Cái này hồng ruốc nè. Shipper người ta không có dám nói xạo đâu chị Thịnh Dương. Người ta chốt và người ta gọi điện báo đơn, người ta sẽ có ghi âm lại hết. Để có cái khiếu nại khiếu kiện gì mà về cái thái độ giao hàng của shipper á. Và bưu cục nó có kiểm chứng để nó phạt lỗi shipper. Nên nó không có dám nói tào lao đâu chị. Chị nói nó là gửi ra một cái địa chỉ mới. Chị đi Sài Gòn rồi không có ai ở nhà. Rồi lên cho em màu này là màu hồng đất nha. Túm lại là cái đơn triệu mốt chị không nhận hàng, hồi về chị phải trả tiền ship cho em. Còn lại á 500 ngàn ở đây em giữ chị. Mà cái đơn của chị hiện tại là chắc cũng triệu mấy, 2 triệu chứ không ít.
là một là chị chuyển khoản đủ em mới gửi hàng nha, còn không em không gửi đâu. Rồi lên giùm em màu này là màu hồng đất thôi mấy chị, em bán hàng muốn cho nó suôn sẻ mà mấy chị cứ gây khó khăn cho em không nên thôi, ai khó khăn quá em bỏ qua nha. Rồi lên cho em màu này là màu hồng đất, hồng đất kèm size cho em. Chị Thanh Hồng mặc cho em size 5 nha chị. Rồi hồng đất kèm size mẫu em đang like là 170. 170 giùm em nha, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Rồi lên cho em màu hồng đất đi mấy chị, là cái bộ chơi trên canh á. Màu cuối cùng mấy chị lên giùm em là màu xanh này, em không biết kêu xanh gì thôi, nãy giờ nhiều màu xanh nha. Màu xanh bích mà cái tông đậm mấy chị, không phải cái tông sáng. Hồi này màu xanh bích, xanh bích mà cái tông đậm hơn nha, xanh bích bình thường. Ê đây đây đây, giống như cái màu này em cũng kêu xanh bích nha, mà cái tông nó sáng hơn một tông. Rồi cái này mấy chị chốt cho em mã xanh bích đậm đi mấy chị, xanh bích đậm giùm em nha, xanh bích đậm. Không chị Thanh Hồng là đơn chị đó tới triệu mấy lận, mấy chị mua hai một bộ hai bộ không cọc, đơn khách mới đó, đặt 3 bộ đổ lên thì cọc 100 giùm em, 4 bộ 5 bộ cọc 200 tùy theo đơn nha chị. Còn á chị nào mà ngại cọc mua từ 2 bộ đổ lại giùm em thôi nha. Bộ em mặc là màu này ha chị Như Ý Lê, màu hồng đó 5 cho chị Như Ý Lê. Tại em gọi chị không có bắt máy 2 ngày trời, chị không bắt máy em không có giải quyết cái đơn đó cho chị được. Em còn nhắn vô cục là chị em hỏi cái đơn của chị Thịnh Dương này có giữ được thêm vài ngày không, mà nếu không giữ được phải hòn về. Gọi chị không nghe máy, tại vì chị nói là shipper là gửi qua cái địa chỉ mới cho chị. Em gọi em hỏi là địa chỉ mới là địa chỉ nào để em chuyển tiếp cái đơn hàng đi có được không, mà chị không nghe máy gì hết luôn. Một bộ hồng đất số 4 cho chị Thi. Rồi hồng đất 4 cho chị Thi nè. Hồng đất 4 của chị Thi. Hồng đất với hồng ruốc là hai màu khác nhau á nha chị Hồng Linh. Để em đưa lại hai màu cho mình coi. Rồi hồng đất 5 này của Như Ý Lê. Nhi Hằng ướp hơi khô là em chị không ảnh hưởng gì đâu. Nhi Hằng ơi, có khi là xưởng người ta sấy chưa kịp, người ta bỏ vô nó còn ẩm, là nó ẩm mình nằm trong bịch nó không khô á. Em giặt em phơi lên đâu ảnh hưởng gì đâu. Rồi chị Thịnh Dương tóm lại vậy là vậy nghe chị, cái đơn 1,1 triệu bây giờ nó hoàn về, muốn nhận hàng lại chuyển khoản đủ em gửi, còn không thì thôi nha chị Thịnh Dương nha. Rồi cái này là hồng ruốc nè chị Hồng Linh đây nha, hai cái tông màu hiện nhận nó cũng khác nhau hoàn toàn. Cái chị nghe kêu hồng 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 nó nghĩ nó giống nhau nhưng mà hai tông màu nó khác nhau hoàn toàn nha. Cái hồng ruốc là nó tối màu hơn nè, hồng ruốc nó tối màu hơn đó. Màu em mặc là hồng đó, màu em đang cầm là màu hồng ruốc nha. Bộ xanh tay ngắn phía sau 175, mẫu đó em đang sale 150, mẫu đó em like qua rồi nó còn ít. Hà Hoa mua lên chiều cao cân nặng giùm em, báo sai nha chị Hà Hoa mua lên. Đây cái em cầm là màu hồng ruốc nè nha Hồng Linh, còn em mặc là màu hồng đó. Rồi em lên cái màu xanh này nữa là hết màu, em đưa lại lượt màu xong em qua mẫu nha. Lên cho em màu này là màu xanh bích, màu xanh bích đậm. Bộ bông áo 85 quần 70 nha chị. Màu hồng đất, màu nào cũng vậy nha chị Phượng Như Trai ơi, 170 bộ vậy nè. Rồi lên cho em mã xanh bích đi mấy chị. Xanh bích kèm size 12345 chốt cái mã xanh bích. 85 kg là không vừa rồi chị. 85 kg không vừa chị Hà Hoa. Em đâu có xả hàng của chị đâu, tại vì em gọi để gặp chị để em nói chuyện mà chị không nghe máy thì đơn em vẫn còn để đây, thì giờ gặp chị em nói luôn chứ gọi cho chị không có được. Thì đó, đơn 1,1 triệu hoàn về là chị chuyển đủ 1,1 triệu em gửi hàng đó là cho chị.
Còn cái đơn ở đây tổng bao nhiêu á, thì chị khoảng đủ cho em trừ 500 ra, còn như chị khoảng đủ thì em cho đi đơn luôn, còn không thì em xả nha, chứ không có gửi hàng kiểu đó nữa. Chị Chi Kim ơi, 1m55 bao nhiêu ký vậy chị Chi Kim? Rồi lên em màu xanh bích. Xanh bích kèm size cho em, màu này cũng đẹp cho mùa. Rồi xanh bích kèm size cho em nha. 1, 2, 3, 4, 5 lên trên mã xanh bích. Chị Hồng Đất, rồi em lấy chị size số 2 nha Hồng Linh. Ok Hồng Linh, một bộ Hồng Đất số 2 chị Hồng Linh. Rồi mở mặt lên màu xanh bích cho em đi. 1m7 mặt ngắn xuyên bùi. Chi Kim ơi, chị mấy năm năm mà mình bao nhiêu ký chị ơi? À? Cho em số ký. 79 ký không vừa chị Nguyễn Chính, mẫu này em có sao cho mình 73 ký đổ lại thôi nha chị. 73 ký đổ lại thôi. Màu em mặc là lên cho em là màu xanh bích nha. Dáng quần đó là quần lưng thun nha chị. Lưng thun bản to như vậy nè, có một túi quần ống rộng. Rồi chị Thanh Hồng, một bộ hồng rút với bộ xanh lá size số 5. Thanh Hồng cho em số đi chị Thanh Hồng ơi. Ok chị Thịnh Dương, rồi lên cho em màu chị Thanh Hồng lên cho em số đi chị, một xanh lá với một hồng. Một hồng rút với một xanh lá số 5. Thanh Hồng cho em số nha. Lên số alo giùm em. Chị Băng Bé ơi, em lấy cho chị đủ màu nha chị. Màu nào cũng đẹp hết. Giờ em đưa lên 10 màu, đưa lại từ đầu nè. Chị chọn lại, chị chọn. Xong cái này là em sẽ chi ăn coi chị một lô áo khoác. Lô áo khoác chị chi ăn cho khách nãy giờ có đơn bà ba thôi nha chị ha. Rồi chị Thanh Hồng hai bộ, một hồng rút một xanh lá số 5. Ok chị Bon Bé. Bon Bé áo trắng bông. À Kim Tiếp 52 kg vừa size số 2 nha chị Kim Tiếp ơi. Áo bông đợi tí em qua áo bông chưa? Em lên màu lại lần nữa em qua áo bông. Rồi em đưa lại bảng màu nè. Màu xanh lam. Xanh lam đủ size cho em, 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em màu xanh lam. Xanh lam đủ size giùm em nha. Vải thun co giãn mấy chị. Hồng Linh lên 51kg mà mặc tới size số 3 luôn hả chị? Chị bao nhiêu tuổi Hồng Linh? Tại vì size số 2 là nó đã 50 chưa tới 55kg rồi. Em lấy chị size số 2 51kg, size số 2 là thoải mái rồi đó. Bình thường 51kg mà người ta cao cao 1m58-1m6 người ta đã mặc được size số 1. Chị thích số 3 thì em lấy số 3 cho. Nhưng mà tại vì nói chị 51kg thì lấy số 3, số 3 tới 60kg lận á. Xanh bích 4 cho chị Hà Lê. Sợ chập cái bụng hả? Ủa chị mua hàng bên em rồi mà chị Hồng Linh. Chị thích lấy số 3, lấy số 3 nha, đổi lại cho chị số 3 nha. Bích 4 cho chị Hà Lê. Vậy em đổi lại chị size số 3 nha, quyết định là số 3 đúng không? Em đổi lại cho chị là Hồng Đất size số 3. Phải không Hồng Linh ơi? Có đổi lại không em đổi? 170 nha chị Úc Dung. Em chào chị Tiền Ngọc. Mẫu em mặc là 170 một bộ rồi, màu em mặc lên cho em là màu xanh bích. Màu này mấy chị chốt cho em mã xanh lam nha mấy chị. Xanh lam size 1, 2, 3, 4, 5 cho em màu xanh lam. Rồi xanh lam 1, 2, 3, 4, 5. Chốt lên cho em mã xanh lam nha, 1, 2, 3, 4, 5.
hồng đất cho em nè. Hồng đất 1, 2, 3, 4, 5 cho em màu hồng đất. Hồng đất 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị ha. Rồi chốt hồng đất là mã hồng đất cho em nha. Hồng đất 1, 2, 3, 4, 5 màu hồng đất nè. Hồng Linh ơi trả lời lại giùm em nha. Giờ lấy quyết định đổi số 3, em đổi số 3. Rồi chốt hồng đất lên bộ hồng đất mấy chị. Bộ em đang like. Cái gì vậy chị? Một 70 nha chị Tiết Mai ơi. Hồng đất sai. Sao tự nhiên nó sao tự nhiên nó mờ câm vậy ta? Mấy chị còn thấy rõ không ta? Sao tự nhiên thấy nó sang một cái màu khác khác? Mẫu em mặc bán nguyên bộ nghe chị Ý Trần Như ơi, 78 kg không vừa chị Trần Trung. Lên trên mã hồng đất cả nhà. Hồng đất size 1, 2, 3, 4, 5. Màu em mặc là xanh bích. Rồi đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Tâm vỏ mặc C số 3 nha chị Tâm vỏ. Dài thì tự lên like giùm em nha chị. Chứ mình thấp là nó phải dài rồi đó. Chị 60 kg cao như chị Dương Nguyễn. Hồng đất 3 cho chị Trinh Nguyễn. Hello chị. Hồng đất 3 cho chị. Rồi hồng lớp 3 cho chị Trinh Nguyễn. Hồng ở bên tóc tóc đó chị. Bên tóc tóc gì cũng báo gì. Cho xong em thấy nó bị chuyển màu. Chị Tâm Võ ơi, 1m52 chị mặc có thể hơi dài nha. Vậy là chị Dương Nguyễn hồi nãy giờ chị lấy bộ gì với bộ gì rồi? Bộ đen với bộ xanh cổ vịt. Phải không chị? Một đen với xanh cổ vịt, giờ đổi lại chị size số 3 ha. Rồi em đổi lại cho chị đen với xanh cổ vịt size số 3. Một 70 như chị Phương Nguyễn thôi. Rồi ok chị. Lên tiếp cho em màu đỏ đô nè. Đỏ đô size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt cho em mã đỏ đô. Đỏ đô 1, 2, 3, 4, 5. Không có tiếng Cà mà có tiếng Huế nha chị. Rồi chị nào chốt bộ đỏ đô cho em mã đỏ đô. Size 1 cho tới size 5 dùm em nha. Lên mã đỏ đô dùm em với chị ha. Đỏ đô kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt cho em luôn. Lên cho em màu xanh cổ vịt. Size 1 tới size 5 chốt cho em mã xanh cổ vịt mấy chị. Xanh cổ vịt kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Thêm bộ em mặc là màu xanh bích. Rồi xanh bích 3 cho chị Dương Nguyễn. Bích 3 chị Dương Nguyễn. Lên cho em màu xanh cổ vịt mấy chị. Bộ bông đợi em tí nha chị nha. Rồi chị là chốt bộ này lên cho em màu xanh bích nè. Tím Huế cho em nha, có mỗi một tông tím thôi mấy chị là tím Huế. Rồi chốt tím Huế lên tím Huế đi cả nhà. Tím Huế kèm size. Rồi lên mã tím Huế giùm em nha. Size 1, 2, 3, 4, 5 cho em màu tím Huế. Tím Huế 1, 2, 3, 4, 5. Màu nâu cho em luôn. Nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em mã nâu. Tím Huế chị Nghiêm Thơ Thôn. Chị Nghiêm Thôn mặc số 2 rồi, chị cho em số alo nha chị Nghiêm Thôn ơi. Chị Nghiêm lên cho em số nha. Rồi màu nâu cả nhà. Màu nâu. Nâu kèm size à, cái màu này cái tông nó giống như màu nâu đất đó mấy chị, nó có ánh đỏ đỏ, có ánh nâu nâu của đất á. Mấy chị chốt nâu đất cho em đi ha. Nâu đất kèm size giùm em nha. Nâu đất kèm size 1 2 3 4 5. Rồi hồng ruốc. Hồng ruốc giùm em luôn mấy chị ơi. Chị Nghiêm lên cho em số alo nha. Rồi lên giùm em màu hồng ruốc. Hồi nãy hồng đất nha mấy chị, cái này hồng ruốc. Rồi ruốc kèm size, màu hồng ruốc kèm size cho em. 1, 2, 3, 4, 5. Em chào chị hát hát. Nghiêm Thôn chị bấm cho em số. Mình bỏ số 0 đầu bấm 9 số sau. Hoặc là mình tách ra làm 2 comment. Mỗi comment 5 số thôi giùm em nha. Nó mới hiện. Rồi lên giùm em màu hồng ruốc. Hồng ruốc size 1 tới size 5. Lên tiếp cho em màu xanh lá nha mấy chị. Xanh lá, xanh lá. Xanh lá cho em nè. Xanh lá là giờ em còn size 1, 2, 3, 4. Xanh lá còn size 1, 2, 3, 4 nha.
Chốt xanh lá thì mã xanh lá gì vậy? 170 nha chị HH rồi. Rồi chốt là cho em màu xanh lá. Xanh lá, xanh lá. 78 kg không vừa nghe chị Trần Trung. Rồi lên mã xanh lá cho em mấy chị. Xanh lá em còn size 1, 2, 3, 4. Màu cuối cùng lên cho em là màu đen. Màu đen kèm size dùm em. 170 nha chị Bùi Vuông ơi. Rồi chị nào chốt màu đen cho em màu đen. Đen kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5. Chưa có dài nha chị Hương Lý ơi. Rồi lên đen dùm em mấy chị. Đen size 1, 2, 3, 4, 5 chốt cho em mã đen. Hello chị Ngọc Diệu. Rồi lên đen dùm em nha. Đen kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5. Rồi chốt đen lên mấy chị. Đen 5 này. 4 này. 3. Rồi cho chị bông bé. Nâu này. Nâu 4. Chấm 2, chấm 2 cho em mặc lại xanh lam rồi. Ok, đợi em tí. Màu 3, màu 5, áo xanh quần đen 60 kg cao như chị Thấm Hồng, cao như cho em cái chiều cao. Rồi em mặc lại xanh lam nè, mặc lại xanh lam nha, xanh lam đây, xanh lam đây. Xin lam ba chốt cho chị quả dưa hấu. Thấm Hồng 1m56 bao nhiêu ký chị ơi, cho em cái số ký. Rồi lên cho em màu xanh lam. 1m56 60 kg, bộ này mặc được cho em size số 3. À, ống rộng này chị Bùi Hường, hình như bữa trước chị mua mẫu này phải không? Mẫu mới này chị. Anna giải quyết đơn hàng mai gọi nghe máy giải quyết giùm em nha. Nãy em nói qua với mình vậy rồi đó, em cũng không thích nói tới nói lui ha. Rồi mai em gọi lại chị rồi giải quyết nha. Được thì bán tiếp, không được thì thôi chị. Xanh lam 3 cho chị dưa hấu. Đây nội mặt rồi xanh lam. Xanh lam 3 chị dưa hấu. À rồi chị em thấy số của chị Nghiêm rồi nè. Em thấy số chị Nghiêm rồi nè, chị Nghiêm là một bộ tím Huế size số 2 chốt cho chị Nghiêm. Rồi tím Huế 2 cho chị Nghiêm thôn. 170 nha chị Trần Nhung. Đồ này khom nó thoải mái nha chị Ngọc Diệu. Đồ này khom bình thường chị. Chỉ có đồ bông khom nó mới nhỏ thôi, chỉ mẫu này khom bình thường. Khom bình thường nha. Em mặc còn rất là thoải mái nè. Rồi màu này là màu xanh lam đó chị ơi, chốt xanh lam cho mẹ xanh lam nha. Xanh lam chốt đi thôi hết mấy chị. Tại có sách kỹ chỉ gom cái là không còn á. Xanh lam chị bông bé nè. Lên vậy màu xanh lam. Xanh lam kèm size giùm em. Số 3 chị Bùi Hường, mẫu này chị mặc số 3. 77 kg, 1m63 chị Dư Sơ, eo mình nhiêu chị? Không vừa đâu chị Dư Sơ. 1m63 được cho em 73 kg thôi chị. À một bữa mua không thiêu hả? Bữa đây có thiêu đẹp nè chị. Đáng thiêu đi. BB Nguyễn mặc cho em size số 3. Nếu mà em 92 thì mặc vừa nha chị Dư Sơ. Nếu mà em mình gọn nhỏ thì mặc vừa nha. Ơ. Chào cô Ngô Mến nha, ngày mai con gửi hàng cho cô được chưa? Ngày mai con cho đi đơn nha. Em lên đủ màu rồi đó, chị Mai Cao giờ em đang lên lại đó chị. 53 kg mặc số 2 chị Trần Nhung. 53 kg mặc số 2 giùm em. Rồi cái bên này á, em tắt cái like với chị vô lại giùm em nha. Vô lại bên này giùm em nha, chị Mai Cao vô lại nha.